Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của nhà thuốc Trung Nguyên. Mình xin tự giới thiệu, mình là dược sĩ Hoàng Thị Thơm, cũng chính là chuyên viên tư vấn của hệ thống nhà thuốc Trung Nguyên. Hôm nay mình lại tiếp tục lên sóng và giới thiệu thêm cho các bạn một dòng sản phẩm mới, đó là cốm rau xanh Green BB. Nhìn trên vỏ hộp thì các bạn thấy là có rất nhiều loại rau củ quả đúng không ạ? Và đây chính là thành phần chính để tạo nên cốm rau xanh Green BB. Cốm rau xanh Green BB thì có 20 gói trên một hộp này nha các bạn. Cốm rau xanh Green BB là sự kết hợp của 6 loại rau xanh như rau bina, rau diếp cá, bông cải, bí đỏ, dền đỏ, cà rốt cùng với chất xơ hòa tan FOS được nhập khẩu từ châu Âu, và ngoài ra có thêm beta glucan, các vitamin như vitamin B1, vitamin BB, vitamin B6. Cốm rau xanh Green BB có công dụng giúp chúng ta nhuận tràng, thông đại tiện, dùng tốt trong các trường hợp như táo bón, chướng bụng, đầy hơi ở trẻ em và cả người lớn. Bổ sung thêm beta glucan và các vitamin nhóm B thì giúp chúng ta bồi bổ sức khỏe, hỗ trợ miễn dịch, tăng cường các sức đề kháng, giúp trẻ hạn chế mắc các bệnh về đường hô hấp cũng như đường tiêu hóa. Về đối tượng sử dụng của cốm rau xanh Green BB này thì cốm rau xanh Green BB này dùng cho cả người lớn và trẻ em cho các trường hợp như trẻ em ít ăn rau xanh cần bổ sung thêm rau xanh này, trẻ em và người lớn bị táo bón cấp và mãn tính, rối loạn tiêu hóa do dùng thực phẩm hoặc dùng thuốc kháng sinh, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ bị táo bón, khó đi đại tiện, người phải ngồi nhiều, ít vận động, ít sử dụng rau xanh này, hay ăn đồ cay nóng, thực phẩm có tính nhiệt và uống nhiều rượu bia, người bị đại tràng trĩ, đại tràng có thắt, ít đi đại tiện. Việc sử dụng chất xơ hàng ngày thì sẽ giúp chúng ta ngăn chặn sự lão hóa của não, giảm nguy cơ viêm túi thừa, thúc đẩy vi khuẩn có lợi ở đường ruột. Chất xơ thì sẽ nuôi hàng tỷ vi khuẩn trong đường ruột. Các vi khuẩn này khỏe mạnh thì sẽ cho chúng ta một hệ miễn dịch khỏe mạnh, giúp chúng ta giúp xương của chúng ta chắc khỏe, ngăn ngừa bệnh trĩ. Chất xơ giúp làm mềm phân, nhờ đó làm giảm khả năng mắc bệnh trĩ. Trong khi điều trị bệnh trĩ thì việc dùng chất xơ rất là cần thiết các bạn ạ. Theo như mình biết thì bác sĩ khuyến cáo chúng ta nên dùng từ 20 đến 25 gram chất xơ mỗi ngày. Lượng chất xơ này thì được chúng ta nạp vào thông qua các bữa ăn. Khi mà lượng chất xơ này nạp vào cơ thể không đủ sẽ gây ra những tình trạng như táo bón, chướng bụng, đầy hơi. Vì vậy mình khuyên các bạn nên sử dụng cốm rau xanh Green BB để bổ sung chất xơ và giải quyết những vấn đề đó cho các bạn. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách dùng và liều dùng của cốm rau xanh Green BB. Cách dùng của cốm rau xanh Green BB như sau. Cốm rau xanh Green BB dùng được cho trẻ từ 2 tuổi trở lên. Trẻ từ 2 đến 6 tuổi thì uống 1 gói trên 1 lần, ngày dùng 2 lần. Trẻ từ 7 đến 10 tuổi uống 1 đến 2 gói trên 1 lần, ngày 2 lần. Trẻ trên 10 tuổi và người lớn sẽ uống từ 2 đến 3 gói một lần, ngày sử dụng 2 lần. Vừa rồi mình đã giới thiệu cho các bạn về dòng sản phẩm cốm rau xanh Green BB. Nếu các bạn có thắc mắc gì, xin gọi điện đến số hotline 0909 60 2267. Và mỗi ngày vào khung giờ 9 giờ sáng và 21 giờ tối, hệ thống nhà thuốc Trung Nguyên mình sẽ lên sóng để giới thiệu cho các bạn những dòng sản phẩm ở nhà thuốc mình. Và mong các bạn chú ý theo dõi. Và bây giờ xin chào và hẹn các bạn trong những lần chia sẻ tiếp theo.